website đào tạo Forex tiếp tục giới thiệu đến nhà đầu tư nhé. Đây là vẫn là tài khoản cũ mới lập nhé, và đây là một lệnh buy. Đây là lệnh này tôi sẽ đánh, nhưng lệnh này tôi sẽ không có đánh scalp như những lệnh kia. Mọi người thấy tài khoản tôi ăn tiếp này, một sáng nay thì tôi sell từ cây này về rồi. Nãy tôi có buy mấy cây đây, một cây này tôi buy, một cây này tôi buy, tôi ăn rồi. Và gì nhỉ, và mọi người thấy đây, tôi bay ngay đây này, mọi người thấy đó. Nãy lệnh nhân đánh lệnh 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 kia là ăn rồi đấy nhỉ. Ai bảo cắt sớm quá. Rồi, giới thiệu đến nhà đầu tư nha. Hay đánh thoải mái không? Quay quay cái gì đấy? Quay bằng này này. À, tự quay được hả? Mà anh tự quay được hả? Không, con nó có phần này. Hôm nọ học viên mình mới chỉ có thằng nào gì đó. Anh Tuấn Anh. À không, Tuấn đấy hả? Không, là mày tìm chỉ tìm được học. Cả anh em trong giới chơi đều ra chỉ có chơi qua đây. Bật bật một trong cái đèn. Cẩn thận, đoạn nào sell chờ chờ anh đọc cho nhé. Nhân này cắm cắm cái dây cắm ở đây chưa? Cắm rồi. Đây này. Cắm rồi. Lên. Ăn toàn những cái cú đạp chiều hôm nay như thế. Phúc Lâm 97 à, ngày xưa anh xã đấy. Chưa về đây chưa có được xin. Cô nào cũng chưa. Ăn đẹp không? Nãy mày giữ là mày ngon rồi. Chờ đến đoạn nào ấy anh hướng hướng dẫn nhé, đừng có vào ra hộ. Đấy, đúng đúng. Đánh lại à? À, nói kệ từ từ. Em mới đánh à, nên em từ từ.
tiếp này. Cây này giữ nhỉ, còn đây nữa nó không có nhiêu đâu nên cứ ở giờ. Và tài khoản của chị Hằng chị có có thấy không? Vẫn lên này. Không. Chưa đến đoạn đâu nhá. Ngồi chờ đấy. Nghe đánh cái này thì được thiên hạ lắm. Làm tạo lao. Thấy lên mạnh không? Ủa sao nó không?